gian năm nay chị có làm thử không? Không, chị không có làm, tại vì lớp lớn học khó quá. Một em thì lãnh thưởng, chị Trang học dở hơn em rồi. Không có đâu, tại lớp lớn á, bài nhiều khó nữa, bởi vậy chị không có lãnh. Năm nay mẹ thấy con học cố gắng hết sức rồi, mà con không được lãnh thưởng cũng không sao con ơi. Chủ yếu là mình học để lấy kiến thức thôi con. Dạ con biết rồi mẹ. Con nói chơi với em Vinh thôi chứ đó, năm nay con có lãnh thưởng. Trời ơi, thiệt đó Trang. Bởi mẹ biết mà, năm nay mẹ thấy con học bài gì miệt mài luôn, không lãnh thưởng sao được. Vậy mai mẹ học phụ huynh giùm con nha. Vậy là mai học phụ huynh, có thể là từng sau tụi con đi tổng kết với nhận quà lãnh thưởng luôn á. Chị lãnh thưởng hả, chúc mừng nha. Chị cũng chúc mừng Vinh nha. À, thôi vô cơm con ơi. Hôm nay mình đi lãnh thưởng nhưng mà mưa quá, mình lãnh trên lớp nữa các bạn ơi. Có khoa lãnh thưởng nữa nè. Trường của Trang hát văn nghệ trước khi lãnh thưởng. Chúng tôi sẽ đọc những bài chị Nguyễn Thị Thu Ngân, phụ huynh học sinh lớp 91 lên trao phần thưởng cho các em. Đi lãnh thưởng mà che mặt hết vậy ta? Rất sợ người khác nhìn thấy mắc cỡ nè. Một tràng pháo tay thật lớn, xin chúc mừng các em. Trang Vinh năm nay lãnh thưởng đồ quà gì vậy con? Dạ để lát con vui cho mẹ xem. Thôi đi vô vui mẹ sao thấy. Hai đứa con đã vào đô luôn nè. Dạ đô luôn. Không thấy có bao nhiêu tặng à. Dạ thấy chị Trang chưa hết là thấy Trang nhiều hơn con á Vinh. Rồi để mẹ coi nha, giấy khen của Vinh nè. Giấy khen hiệu trưởng trường tiểu học Thân Cửu Nghĩa khen tặng Nguyễn Quang Vinh lớp 37 đã đạt thành tích học sinh xuất sắc 2022-2023. Wow. Vinh ơi. Rồi để coi của chị Trang nha. Giấy khen hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thân Cửu Nghĩa nhiệt liệt khen ngợi học sinh Nguyễn Thị Diễm Trang đạt thành tích học sinh giỏi. Wow. Lớp 62 năm học 2022-2023. Trời ơi, hai đứa giỏi quá à. Mẹ thấy á, năm nào tụi con cũng lãnh thưởng như vậy mẹ rất là mừng luôn á. Mẹ hy vọng là năm sau hai đứa con sẽ được lãnh thưởng đó nha. Dạ tụi con sẽ cố gắng học á để cho cha mẹ vui lòng. Yeah. Mỗi năm á, để khuyến khích cho tụi con cố gắng á, thì mẹ lãnh thưởng xong mẹ hứa rồi sẽ dẫn tụi con đi ăn cái món nào tụi con thích. Wow. Mình đi ăn món nào ta? Rồi cho tụi con suy nghĩ đi. Trước khi khu quạt tụi con suy nghĩ ha. Ăn pizza đi. Ừ, đúng rồi, pizza ngon á. Đúng rồi, chiều nay á mẹ sẽ chở tụi con đi ăn pizza để ăn mừng năm nay được lãnh thưởng nha. Yeah. Rồi thôi bây giờ mình khu quạt đi con. Ủa hồi sáng ngô trường chị có làm lễ không? Có, trường chị có lắp mái che cho nên chị lãnh rồi xong. Còn cái trường em á sắp làm lễ rồi nhưng mà mưa á, hay mưa á, lãnh thưởng trong lớp luôn. À, tại vì trường chưa có chuẩn bị kịp đó con. Tưởng đâu là nắng chứ. Rồi để mẹ khu ơi lên được mấy tập nha. Tập bé nhỏ đẹp quá ha con. Em đếm mấy cuốn 2, 4, 6, 8, 10. Con được 10 cuốn trên đây. Wow. Ôi tập đẹp kìa. Tập này là tập đẹp quá. Thôi sao đừng có tập con gấu nè. Có chị Trang là tập đẹp kìa, đủ 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Ủa tập đẹp chứ hả? Mày nghĩ chắc con cỡ 20 cuốn hả Trang? 5, 10, 15, 20, 25. Wow. Cuốn. Ồ, vậy là lớp lớn hơn, số lượng tập nhiều hơn đó thôi, tại học nhiều môn mà. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa vô thay đồ, chiều nay mẹ sẽ dẫn hai đứa ăn đi bánh pizza. Dạ. Wow. Đi đi thôi. Quán pizza rồi, hai đứa vô ăn đi nha. Dạ. Ở đây mình thấy menu rất là nhiều bánh pizza nè, tụi con muốn ăn loại nào? Muốn ăn bánh pizza bự khủng khiếp. Vinh ăn nổi không? Rồi để mẹ kêu cái combo lớn luôn nha. Dạ. 459.000 nè. Ờ vậy là. Nhưng mà loại xúc xích hen. Dạ. Tụi con thưởng thức món bánh cuộn phô mai trước đi. Dạ. Nó mà hở quá không có ăn ngon nữa. Ờ cái sợi rồi ra. Wow. Từ từ để chấm cho thử nghi. Rồi Vinh thịt chuông cà nhiều dữ vậy Vinh. Cái lớp ở ngoài giòn lắm luôn á. Ngon không? Mẹ muốn thử lớp á. Mẹ thấy bánh cuộn phô mai này á vừa nóng ra ăn ngon lắm mấy đứa. Ngon quá à. Cái sợi luôn kìa. Wow. Đây là món tôm chiên hải sản nè tụi con. Này nóng hổi luôn. Có mực nè, có tôm nè, có nấm, có đậu Hà Lan nữa nè với củ cải đỏ. Chị nghĩ trước khi ăn pizza tụi mình ăn cái món khai vị thì chắc no luôn quá Vinh ơi. Cơm chiên này nóng mà nó mềm nó béo ngon quá các con.
thì mệt. Mình mới là nói về chị thôi, nó non rồi sao nên ăn pizza được. Dạ siêu to luôn tụi con ơi. Em biết hết nổi rồi. Thôi bây giờ dắt nóng tụi con dắt ăn đi. Ủa? Được không? Đây mẹ lấy cho. Mẹ lấy cái con dao nè. Đây đưa dĩa này mẹ xếp. Mẹ lấy cái. Ồ. Cô mai kéo sợi nữa kìa. Chưa ăn là thấy ngon rồi đó. Bánh mì da này á mẹ kêu là 30cm đó. Hai đứa con ăn hết không? Dạ hết. Bắt đầu chuyển thôi. Bây giờ mình sẽ cùng chạy nha. Mình bao nhiêu năm bây giờ mới ăn được cả cái pizza. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại cái pizza các bạn. Còn con cũng thích thời gian nha. Còn hai miếng này lát nữa mẹ xin cái bọc đem về chiều chiều cho tụi con ăn nha. Dạ.